về xứ hoa, tình ơi, Sam Tuyền Lâm mời gọi. Đà Lạt thơm hương trời, chốn ngàn hoa ngát hương. Nữ nhạc sĩ trẻ Ngọc Tuyết đã thổi hứng vào Con Chữ, một giai điệu trầm lắng dịu dàng, khiến người nghe thổn thức một trắc ẩn đâu đó trong không gian ngào ngạt hương thơm của xứ hoa. Có nắng vàng trong vắt, ấp ngàn cây đâm chồi, thông reo cùng gió nhẹ, triền miên đỉnh đồi. Cũng là hoa, nhưng hoa gạo đỏ tháng 3 lại gợi lên bao nhớ mong đôi lứa trên các cung bậc yêu thương. Lúc ngơ ngẩn, lúc thao thức, lúc ngả nghiêng đều được ngọn lửa hóa soi rọi hắt lên những âm điệu da diết. Em có về mùa hoa gạo tháng 3, lửa đỏ góc trời như tim anh da diết. Sáng nay thêm chùm hoa gạo nở, anh ngơ ngẩn nhìn, ngơ ngẩn nhớ dáng em. Phạm Hồng Điệp si tình đến không giấu giếm, và âm nhạc Ngọc Tuyết càng khiến anh lộ diện. Em có về mùa hoa gạo tháng 3, thắp cả khoảng trời bao đêm khuya thao thức. Đếm sao anh chờ giấc ngủ, con tim mãi thương, mãi nhớ mong em. Qua thời gian tất cả sẽ đổi thay, nhưng tình yêu thì vẫn nguyên vẹn như thuở hồng hoang. Bởi thế, khi phổ nhạc bài thơ Hoa Gạo Tháng 3, nữ nhạc sĩ đã không chọn âm hưởng nhạc nhẹ mà lại như bị nhập hồn vào âm hưởng cổ điển. Đoạn sau của ca khúc được phát triển bởi sự tăng vọt của chữ âm qua khoảng 8 đúng, khiến người nghe nhận ra ở đó một luyến tiếc không nguôi những gì đã xa xăm. Cùng nắng vàng hanh heo may trên khoảng lá, cùng gió nhẹ đưa bước chân em về. Thương em, má đỏ hây hây trong nắng mới, đường về ngát hương, mây trời ngả nghiêng. Phải dành một lời ngợi khen cho nữ nhạc sĩ Ngọc Tuyết khi tìm được cách tiếp cận với khúc Tình Xanh bằng hơi thở của âm nhạc dân gian đương đại khá nhuần nhị. Những ô nhịp đầu với giai điệu lặp lại hoặc na ná nhau đều gợi lên một giải bày tâm hồn rất chân thật của người miền núi, như một lời chào trước khi tự sự, đã tìm đến một sự lôi cuốn rất tự nhiên. Sách, sinh, khía, vẩy, triền. Sách, sinh, khía, vẩy, triền. Sắc, thanh, khí, vị, thần. Tam Long Giá Ngọc nâng hương tình say. Tiếp theo đoạn mở đầu gọn ghẽ với câu nhạc dài được nhắc lại có biến đổi. Lời thơ qua việc thưởng trà mà nhận ra tình người. Giọt nắng thu say đắm ấp ôm đồi trà, bạt ngàn xanh thấp thoáng dáng ai. Tay ngoan đưa nhanh hái từng búp trà, đôi mắt huyền lúng liếng cao sang. Làn khói mơ cùng ai nhấp ngụm trà tình, hương nồng say đôi mắt dõi theo. Tay ai nâng niu Tam Long Giá Ngọc, ai say hương trà chát ngọt đượm duyên. Sang đoạn sau, nhạc sĩ đã chuyển vào giai điệu hơi thở âm nhạc dân tộc của người Dao và phát triển lên không gian âm nhạc mang đậm chất núi rừng Việt Bắc, để viết về sông Công, núi Cốc nên rất ngọt ngào, rất tình xanh. Thấy trong thế giới giạt rào thi ca và âm nhạc của Phạm Hồng Điệp một nhân tình thế thái mà người thơ này gửi gắm với nhân gian, vừa chân thành vừa giản dị song rất giàu cảm xúc. Cái giàu mà sang này chính là chuẩn mực của người giàu trên hành tinh chúng ta, khác với trọc phú chỉ giàu tiền, giàu mấy cũng không sang được. Ngày xưa ta nghèo mà sang, nay ta giàu vì sự phát triển của đất nước. Nước giàu dân mạnh nhưng vẫn không đánh mất cái sang. Cái sang hiện diện từ thông điệp xanh mà Phạm Hồng Điệp cùng tổng công ty của mình gửi tới mọi đối tác, sự giao hòa trong lành cùng thiên nhiên.
đến những thi phẩm và nhạc phẩm chan chứa tình người, dịu dàng và hồn nhiên như chính bản thể Phạm Hồng Điệp. Tất cả cứ triền miên điệp khúc xanh để nhận ra một Phạm Hồng Điệp. Khúc xanh dâng hiến cho đời. Xuân Quý Mão 2023, Nguyễn Thụy Kha.